Kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh đã có buổi kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính trong năm 2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Từ đầu năm 2021 đến nay, dựa trên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã triển khai số hóa cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử của ngành, qua đó chuyển tải công khai, minh bạch mọi thông tin của ngành đến người dân, góp phần ổn định tư tưởng dư luận về giáo dục trong nhân dân. Hệ thống văn thư lưu trữ IDEX được vận hành thông suốt đã giúp cho nhiệm vụ số hóa văn thư lưu trữ và công việc của cán bộ công chức viên chức thực hiện nhanh chóng mọi lúc mọi nơi. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, với đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh, ngành đã khai thác hiệu quả hệ thống quản lý nhân sự BMIS trong công tác quản lý nâng lương, thống kê nhanh số liệu công chức viên chức, người lao động trong ngành phục vụ công tác quản lý. Hệ thống quản lý học sinh VNEDU đã số hóa được những thông tin của học sinh và kết quả học tập được chuyển tải một cách nhanh chóng đến phụ huynh, cấp quản lý giáo dục. Ngành cũng đã triển khai các ứng dụng khai báo y tế, các hệ thống dạy học trực tuyến, tập huấn qua mạng, đảm bảo dạy và học đúng tiến độ chương trình năm học, đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới.